Sau hai trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu, chúng ta đã dần nhận ra được những cái tên có khả năng đi tiếp. Đầu tiên đó là gấu Nga, chủ nhà của World Cup 2018. Hiện tại, Nga đang đứng nhất ở bảng H, một bảng đấu được cho là khá dễ thở với các đại diện đến từ Đông Âu, khi chỉ có Croatia và Slovakia là có phần dính hơn so với phần còn lại. Tiếp theo tại bảng Y, Anh đã và đang cho thấy sự xuất sắc của mình khi có được chiến thắng 5-0 trước San Marino. Còn tại bảng J, Đức hiện tại đang xếp ở vị trí đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Iceland. Có thể nói, như đội bóng được coi là cửa trên ở vòng loại World Cup đều đã có những kết quả có lợi cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, vẫn có một cái tên nữa khiến chúng ta phải băn khoăn, thậm chí là thở dài khi nghe thấy, đó là Bồ Đào Nha. Cụ thể, Selecao châu Âu chỉ mới giành được một trận thắng và để hòa một trận ở bảng đấu được cho là khá dễ thở, bao gồm Serbia, Luxembourg, Azerbaijan và Cộng hòa Ireland. Ngoài Serbia, đội bóng vừa cầm hòa thành công đại diện đến từ bán đảo Iberia. Những cái tên còn lại đều không phải là những chướng ngại đối với Bồ Đào Nha. Nếu chỉ xét đến tỷ số và điểm số, rõ ràng người hâm mộ Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể lạc quan về tương lai của đội nhà. Thế nhưng, khi nhìn vào những gì họ thể hiện ở hai trận đấu kể trên, chúng ta mới thấy được rằng tỷ số và điểm số thực sự không nói lên nhiều điều về phong độ và chất lượng của một đội bóng. Cụ thể, ở trận gặp Azerbaijan, dù chỉ phải gặp một đối thủ yếu, các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn không thể chọc thủng lưới họ, kể cả khi Ronaldo ra sân ở trận đấu này. Tệ hơn, Selecao chỉ có thể kiếm được một bàn thắng sau pha đốt lưới nhà của trung vệ Maxim Medvedev. Tiếp theo, ở trận gặp Serbia, Bồ Đào Nha lại để cho đối phương gỡ hòa sau khi Diogo Jota ghi bàn ở phút 11 và 36. Tệ hơn, Ronaldo còn bị khước từ một bàn thắng bởi trọng tài, dù cho các góc quay camera đều cho thấy bóng lăn qua vạch vôi. Ronaldo tức giận đến mức ném hẳn chiếc bàn thủ quân của mình xuống đất để thể hiện sự bực bội. Sau trận đấu, Jose Enrique, cựu cầu thủ một thời của Liverpool, đã có động thái sát muối vào Ronaldo và Bruno Fernandes sau màn trình diễn của họ, đồng thời nâng tầm người đàn em ở Liverpool là Diogo Jota. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha đã đăng trên Instagram của mình hình ảnh Diogo Jota ăn mừng với dòng cáp tinh khẩn. Diogo Jota đã gặp phải chấn thương lưng sau khi phải gánh cả Fernando lẫn Fernandes. Vậy, Ronaldo nói gì sau trận đấu vừa qua? Bồ Đào Nha rốt cuộc đang gặp vấn đề gì? Serbia đã đạt được những thành công nào sau trận đấu vòng loại vừa kết thúc? Tất cả những câu hỏi mà chúng ta thắc mắc sẽ được giải đáp trong video này. Ronaldo đã nói gì về bàn thắng bị khước từ trong trận gặp Serbia? Có lẽ quyết định gây tranh cãi lớn nhất của trận đấu Bồ Đào Nha Serbia chính là tình huống Ronaldo bị từ chối bàn thắng ở những phút cuối cùng, qua đó khi đại diện của bán đảo Iberia đánh rơi 2 điểm. Khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã rất tức giận đến mức anh ném thẳng ban đội trưởng xuống sân, thể hiện sự chán nản rời khỏi sân ngay lập tức. Một hành động gần như cô động hết những ức chế của Ronaldo ở trận đấu này, đặc biệt là với cách cầm còi của tổ trọng tài. Tuy nhiên, trên Instagram của mình, đội trưởng của Bồ Đào Nha vẫn nghĩ tới các đồng đội tại đội tuyển. Chính vì vậy, anh quyết định viết một bài post để vực dậy tinh thần anh em trong đội. Trở thành đội trưởng của Bồ Đào Nha là một trong những niềm tự hào và vinh dự của đời tôi. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức và làm tất cả cho tổ quốc, một điều mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm khó khăn, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy cả dân tộc đang bị đe dọa. Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với những thử thách mới. Cố lên nào, Bồ Đào Nha! Có thể thấy rõ tinh thần và tổ chức thủ lĩnh của Cristiano Ronaldo trong bài post. Thực sự, đây chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho việc cá tính thép của một cầu thủ có thể giúp vực dậy tinh thần của đội bóng mình lớn như thế nào. Nếu vẫn còn chút gì đó nghi ngờ, có lẽ chúng ta nên tua lại cuốn băng thời gian về năm 2016, cụ thể là thời điểm Pháp đối đầu Bồ Đào Nha ở chung kết Euro. Ở trận đấu đó, dù chỉ ra sân được vài phút trước khi bị chấn thương, Ronaldo vẫn cho Bồ Đào Nha thấy họ cần anh như thế nào, nhất là sau khi nhìn vào cách Ronaldo thúc giục các đồng đội bên ngoài đường biên. Huấn luyện viên Fernando Santos chia sẻ gì sau trận gặp Serbia? Trong một cuộc phỏng vấn với Eurosport, Fernando Santos đã chia sẻ việc trọng tài đã xin lỗi với Ronaldo sau trận đấu. Trọng tài sau đó đã nhận ra mọi chuyện. Sau đó, ông ấy đến phòng thay đồ của chúng tôi và xin lỗi về những sai lầm này. Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Fernando Santos cũng cho thấy đôi khi việc nghiên cứu kỹ một đội bóng thôi là chưa đủ. Ông chia sẻ, tôi thực sự không thể đưa ra một sự giải thích nào cho kết quả này. Thực sự không thể. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ Serbia. Chúng tôi biết rất rõ phải đối đầu với họ ra sao. Nhưng họ có thể thay đổi và có được những nhân sự phù hợp cho vai trò này.
Tiếp theo, Fernando Santos cũng không quên gửi gắm cho đối thủ những lời có cánh. Serbia thi đấu rất tốt với hiệp 1 và có được bàn thắng. Họ thành công trong việc cầm hòa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phản ứng rất tốt với các pha bóng, tạo được những cơ hội ngon ăn. Rốt cuộc, chúng tôi không được công nhận bàn thắng 10-10. Nếu bàn thắng được công nhận, có lẽ kết quả đã công bằng hơn rất nhiều. Đương nhiên, mọi chuyện nếu đều không thấy bào chữa cho việc chúng tôi thi đấu không được tốt. Dù vậy, nếu đã đưa được bóng vào lưới thì bàn thắng phải được công nhận mới phải đạo. Những con số kỷ lục sau trận đấu. Sau trận đấu này, tiền đạo Aleksandar Mitrovic bên phía Serbia trở thành cây săn bàn hàng đầu của đội bóng đến từ vùng Balkan với 39 bàn sau 63 trận ra sân cho đội tuyển, nếu tính cả trận hạ đều trước Bồ Đào Nha. Cũng ở trận đấu đó, huấn luyện viên Fernando Santos đã có được kỷ lục 1.000 trận dưới danh nghĩa huấn luyện viên sau 33 năm theo nghiệp cầm quân ở cả cấp đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Một cột mốc đáng nhớ cho huấn luyện viên cũ của Cristiano Ronaldo tại câu lạc bộ Sporting. Sự chênh lệch của hai sắc đỏ thành Liverpool và Manchester. Có lẽ hai cái tên được chú ý nhiều nhất ở trận đấu này là Bruno Fernandes và Diogo Jota. Trong khi Bruno Fernandes cho thấy sự mờ nhạt của mình ở trận đấu kể trên, thì người đồng đội tại đội tuyển nhưng là đối thủ ở thành phố Liverpool, Diogo Jota lại cho thấy sự xuất sắc của mình trong khâu ghi bàn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những gì đáng buồn nhất ở Bruno Fernandes. Cụ thể, theo một số thống kê của trang tin Manchester Evening News, giữa Bruno Fernandes cấp đội tuyển quốc gia và Bruno Fernandes cấp câu lạc bộ là hai sự tương phản hoàn toàn. Cụ thể, ở câu lạc bộ, Bruno có được 67 lần ra sân và 35 bàn thắng. Trong khi đó, ở cấp đội tuyển quốc gia, Bruno mới chỉ ghi được 2 bàn sau 25 trận, một thành tích cực kỳ đáng ngại cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Dù đây không phải là một con số đáng ngại cho đội tuyển, nhất là khi họ vẫn còn rất nhiều cái tên sáng giá khác, nhưng với cá nhân Bruno Fernandes, đây chắc chắn sẽ là một tin không hề vui vẻ gì với anh, nhất là khi Bruno luôn khao khát được thi đấu cho Bồ Đào Nha ở kỳ Euro sắp tới. Có thể nói, việc để bị cầm hòa bởi Serbia không phải là một điều gì đó quá đáng ngại ở bảng đấu của Bồ Đào Nha, nhất là khi đối thủ ở vòng tiếp theo thuộc hàng dễ thở ở vòng loại châu Âu. Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá thấp trình độ của các đội tuyển quốc gia ở châu Âu trong thời gian gần đây. Vì vậy, nếu muốn thực sự bắt kịp với các đội bóng, Bồ Đào Nha cần nhanh chóng tìm ra những sự thay đổi, đặc biệt là ở vị trí của Bruno Fernandes, người đã và đang cho thấy sự mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài bị hao mòn sức lực. Điều này xuất phát từ việc Bruno là chủ công của Manchester United.